Chào lại anh em nha. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em tiếp tục cái con máy xịt thuốc. Con máy này, cái dòng máy này dòng 2 ti nha anh em. Của hãng Yobin. Đây, hãng Yobin đây. Máy này nguyên nguyên bộ nguyên kiện nó luôn, nguyên kiện nguyên đại của bãi luôn, của Nhật. Quay rõ đây nè. Đó, hai ti đó, bên phía bên đây một ti, bên đây một ti, nó xịt rất mạnh. Mà anh em cái loại mà quá chất bây giờ để xịt thuốc đó, thì anh em biết nếu mà sử dụng cái bơm mà bơm không tốt, bơm của Trung Quốc đó, thì anh em biết rồi đó, xài không bao lâu nó bị một ti, rồi thay hoài, thay tới thay lui hoài. Còn cái này nguyên kiện của nó, nguyên kiện nguyên đai của nó, một phần bên đây là phần tăng áp thì anh em biết rồi đó, đó tăng giảm áp lực đó. Anh em thấy thùng không, nó còn mới luôn, còn trắng tinh luôn. Đồ của Nhật thì khỏi nói, dây đai đồ cũng còn nguyên zin nha anh em. Này này của nó luôn nè, mình không có, thường thường dây về nó nhiều cái nó bị đứt á, mình phải buộc phải thay cái dây dây đeo khác. Còn này nó còn vẫn còn nguyên, chưa bị rách gì hết. Còn cái ở đây là cái phá xăng để về là mở xăng, thì anh em biết rồi đó, cái máy này bà con nông dân đều biết cái máy này. Anh em thấy cái lược nó không, như mới. Nó thiết kế bộ châm xăng rất là tiện lợi. Dòng máy này máy 2 thì nha anh em, máy xịt thuốc toàn bộ là 2 thì, chứ 4 thì tua chậm xịt không có đã. Máy, người chuyên nghiệp người ta sẽ khoái dòng 2 thì hơn. Còn mình nói thêm là ít có đợt nào mà nó còn cọng dây này lắm. Đây, cọng dây này dây zin của nó nè. Nếu anh em có, anh em mua thì mình cũng để luôn cái khúc dây này luôn. Khúc dây này thì có mấy chục ngàn thôi, nhưng mà dây của mình ở đây thì anh em biết rồi đó. Đó, một chục cọng dây của mình đây, đổi cọng dây này người ta không đổi nữa, tại đồ của zin của Nhật. Còn cái khúc này là không phải, khúc này mình chỉ lấy của cái nó bán chợ thôi. Để mình thử máy cho anh em xem, xuất hiếu mình thử cho anh em xem. Mấy thông số nó vẫn còn gì giá y, nói chung máy này mình không có can thiệp gì hết. Về là nó vậy, vệ sinh cho nó sạch sẽ lại, với lại súc rửa cái bộ chế bình xăng con nè, cho nó thông suốt để nó chạy thôi, không có làm gì gì hết. Tại vì máy đẹp là không cần làm gì hết, không có can thiệp bất cứ những con ốc nào. Anh em thấy không, nó không có dấu gì hết. Mình chỉ nói vậy thôi, chứ mình sao thì mình nói vậy thôi, chứ mình chỉ nói rõ cho anh em biết thôi, chứ không phải là mình phô trương cái hàng bên mình gì á. Có gì mình nói, nếu mình không nói thì anh em không hiểu, mình nói cho anh em hiểu. Đây là cái phần xả nước ra, rồi mở nắp nè anh em xem cái lược nè, cái lược nó bên trong cũng rất mới, anh em thấy không, không có bị nứt bị lỗi hay không có bị xì bất cứ gì hết. Rồi mình sẽ bơm nước thêm, ở trong đây còn ít nước, bơm nước thêm mà mình khởi động cho anh em xem. Lược nó chưa có bị, nói chung là lược nó chưa có bị gì nha anh em, nó chưa có bị lủng cái lược này luôn á, nó còn trắng phếu, không biết nó xài cái kiểu gì mà còn mới như vậy, lâu lâu mới được. Nói chung là máy không phải là máy, không phải là máy bãi cái nào cũng mới hết, lâu lâu thì có đợt mới thì mình gặp mới còn xài ngon lành mình mới 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 mua để bán cho anh em sử dụng cho nó tốt, chứ còn ba máy mà bèo bèo mình không có lấy đâu, nếu mất công rồi xài không được rồi. Anh em nói mình mua bán không trung thực này kia nó cũng khổ lắm, nhưng mà mình cũng mong muốn được máy tốt để cho bà con anh em xài.
Nói chung anh em xài được tốt thì mình cũng vui, vui chung hết. Đó. Cái dòng máy này là anh em xài nhớ pha nhớt nha, không pha nhớt là không được. Máy hai thì biết rồi đó. Đó, cứ anh em thấy là bu di, nói chung là dây rồi còn rất đẹp, rất mới, công tắc nó đầy, ga nó lên cho anh em xem nè, cái tay chịu lại không được á, vậy cái cần mà thứ mà khoảng 5-7 mét này kia, cái cần chút á, anh em biết không, nó dài cỡ mấy mét đó, vậy chịch lúa mới chịu nổi chứ, còn cái máy mà yếu là anh em cứ nâng cái nó chịch thuốc là phải nâng, nó tự nó nâng lên, còn mà mình mà cứ nâng cái cần chút mà chịch mà suốt ngày suốt buổi đó thì đâu có chịu nổi, phải máy mạnh như vậy. Anh em thấy không, mình không có, thật sự ra nói chung là mình cái gì mình nói cái nấy chứ không có chiêu trò hay là gì, không có gì gọi làm bộ để cho máy bật chi, nó không có đáng cái gì hết. Máy chạy rất mượt, vẫn là riêng của nó hết nha anh em. Nói chung là cái bố thì mình cũng không có tháo ra kiểm tra, nhưng mà mình bán chuyên nghiệp á, chuyên môn chuyên bán lâu năm á, thì mình biết nhóm ga lên là cái bơm nó sẽ bắt liền, phun thuốc mạnh liền, đó là cái bố nó khỏi cần kiểm tra cũng biết cái bố nó còn tốt, bố nó chưa bị mòn. Nhóm hơi lên là nó nhóm hơi lên đó, nếu ga máy lên là nó sẽ bắt liền, còn mấy cái bố mà nó mòn anh em lên ga lớn nó mới bắt, còn này nhóm hơi lên bắt này. Nè cái này chạy ga hơn, nhóm hơi lên ga ti thôi đó, anh em thấy không, mình xịt cũng không có tới nổi vậy nhìn dữ đâu, mình nhóm hơi lên nhóm hơi. Đó chạy vậy là đi cũng không kịp rồi, không có cần mà ga lớn, cái độ đàn hồi của nó bốn cục thùng nó rất là dẻo, nó đàn hồi nó rất tốt, nếu mà rung cái máy thôi chứ không có, mà nó không có rung cái bình, nó đỡ khỏi mệt cho cái người sử dụng. Em thấy gan thi rất được không, cái hai thì mà còn cái phần này nó thiết kế cũng hay hay, cái bơm dòng này nè, anh em có bị cằn bị bụi gì đóng đó, anh em cứ xả con ốc này ra nè là nó ra, chung là thiết kế hoàn hảo. Anh em nào có nhu cầu mình xin nhắc lại, anh em nào có nhu cầu bất cứ ở đâu cứ gọi trực tiếp cho mình, ví dụ mà cái gì chưa rõ, cái gì mà chưa rõ thì cứ cứ thấy cái gì mình quay chưa rõ thì cứ cứ gọi kết nối Zalo, gọi trực tiếp bằng video để mình quay lại cho anh em rõ, hoặc là cái chi tiết nào đó
nó mình không, nói chung là mình phải, mình cũng rất muốn là mua bán nó rõ ràng để cho bà con dùng được tốt hơn đó. Cái lúc nào mà ưng ý thì ở cái chỗ nào đó à, giờ ông quay chưa rõ, anh quay chưa rõ gì đó thì cứ nói mình sẽ quay trực tiếp cái déo ở trong Zalo cho anh em xem trực tiếp. Nếu mà ưng ý thì anh em đặt đặt hàng, mình gửi hàng cho, chứ mình không có muốn mà giấu giếm gì nữa. Cái này xả nước ra nè, không giấu giếm cái gì hết, máy nào ra máy nấy. Mình chất lượng nó ra sao thì tất cả những dòng máy xới hay là tất cả đồ bên mình bán đều là vậy hết. Còn anh em lưu ý tại cái máy này, nó có mấy cái máy trước nó không có cái cọng dây này, mà máy này nó dính theo cái cọng dây này vẫn còn, thì anh em có mua thì mình sẽ để luôn, mình chỉ tháo cái phần cái cây này lại thôi. Cái cây này nói chung nó không có, cây này cây của Trung Quốc hay của Việt Nam gì đó, thì mình mua gì để mình thử thử máy thôi. Còn cái quan trọng cái ống này nè, ống này rất có giá trị nè, chứ ống này của nó luôn nè, của Nhật luôn nè đó. Còn anh em nào đặt hàng, nếu mà đặt hàng rồi thì lưu ý, nếu chốt lại thì cứ, nếu lấy thì lấy đó. Đang chờ là mình sẽ giữ cái anh em nào đặt trước đó, thì mình sẽ giữ cái con máy này cho anh em, mình hứa cái nào là ra cái đó. Còn mà nếu anh em mà chưa có quyết định đó, thì cũng không nên chốt, để mình biết để mình bán cho người khác. Chứ mình để chờ rồi đã, rồi anh em nói là anh em không thấy anh em trả lời gì hết á, thì cũng mất thời gian cho bên mình. Còn mình hứa chốt rồi là mình sẽ giữ con máy, ngay con máy này, máy nào mình sẽ gửi ngay con máy đó cho anh em, anh em khỏi lo. Nói chung là không có lo gì máy móc gì hết, cứ an tâm. Rồi lưu ý anh em chỗ đó chút thôi ha. Đó, mình làm ăn cho nó, một là nó thật thà, nó suôn sẻ đó, rồi cũng nói chung cũng vui vẻ lẫn nhau hết. Rồi anh em có nhu cầu cứ cứ gọi ngay cho mình, gọi ngay cho mình, đang đang mình chốt cho anh em cái con máy này. Nói chung là máy bãi thì mình thấy con nào nếu mà có nhu cầu sử dụng ngay, có sử dụng đúng dòng máy, thì mình thấy con máy nào mình thật sự là mình cứ chốt thẳng con máy đó. Chứ máy bãi nó không, nói chung là không con nào mà nó giống con nào hết. Cho nên em